Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Dậu. Năm canh tí và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày nhâm thìn, tức chi khắc với can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỵ tuổi, bính tuất, giáp tuất, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy đoạn ngày thìn lục hợp với dầu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất các bạn nhé vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính tuất giáp tuất bính dần tuổi xung trong tháng tuổi kỵ mão đinh mão tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt bao gồm sao kính tâm tốt về an táng sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu sao lục hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hư, xấu đối với giá thú, mở cửa, mở hàng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn cho nên bạn tuổi tí có được một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả và thuận lợi bạn tuổi tí chỉ cần bạn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì chắc chắn bạn sẽ trải qua một ngày rất chi là yên bình và làm việc rất chất lượng bạn tuổi tí nhé đây cũng là cái thời điểm khá chi là thích hợp để cho bạn tuổi tí đưa ra những cái quyết định về đầu tư kinh doanh và bạn tuổi tí bạn mệnh có cái cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đám tin cậy và bạn hãy duy trì cái mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này giữa đôi bên bạn tuổi tí nhá ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tí cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày thổ khác với thủy cho nên bạn tuổi tí cần phải dành thời gian quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn nếu có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng bạn tuổi tý bạn không nên lơ là mà đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau bạn tuổi tý nhé và ngày này đối với bạn tuổi tý cái việc cầu tài lộc hay là khai trương xuất hành với bạn rất chi là thuận lợi và bạn cũng đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tay để tăng thêm tài lộc cho mình nhé. Theo khổng minh, ngày 30 tháng 8 năm 2020 âm lịch này, ngày này là ngày thiên dương, rất tốt, xuất hành, cầu tài thì được tài, hội vợ cũng được vợ, mọi việc đều như ý bạn tuổi tí nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tí, cái việc buôn bán với bạn cũng gặp được khách hàng buôn may bán đắt Khi kết hợp đồng cũng rất tốt nữa luôn đó. Tử vi tuổi giáp tý thuộc kim làm việc thuận lợi. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hợp thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ vợ chồng khúc mắc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dự vững mối quan hệ đó về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Thân Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này do chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tương phá cho nên về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày này dễ gặp phải trục trặc lắm nhá mọi chuyện với bạn tuổi Sửu có thể không tiến hành đúng như theo cái kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Sửu cảm thấy rất chi là buồn bực và chán nản nữa rồi. Được. Ngoài ra, trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải chú ý và đề phòng những kẻ đang có cái ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ phá hoại khiến cho công việc của bạn tuổi xỉu vướng phải nhiều trở ngại nữa đó. Và trong cái vận trình của bạn tuổi xỉu ngày 16 tháng 10 năm 2020 này, bạn mệnh tuổi xỉu dù bạn là người mạnh mẽ và phà thẳng thắn, thế nhưng nhiều khi bạn cần phải chú ý đến cái cách hành sự của bản thân mình nhiều hơn trước khi đưa ra cái quyết định gì đó bạn hãy suy nghĩ kỹ càng không chỉ cho mình mà còn cho cả mọi người xung quanh, cho cả tập thể nữa bạn tuổi xỉu nhé. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim, công việc trục trặc. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, gặp kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, chú ý đề phòng. Từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, thẳng thắn mạnh mẽ. Từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc, suy nghĩ kỹ càng đoạn. Vài đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phụ trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi vi tuổi Dần thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này khuyên bạn tuổi Dần tốt nhất là nên tránh cái sự va chạm với mọi người đặc biệt là cấp trên hoặc là những người có địa vị trong xã hội nhắc và bạn tuổi dần, nếu như không biết kìm chế cái tính nóng nảy của mình, bạn rất có thể sẽ gặp rắc rối trong ngày hoặc là trong tương lai với mình. Đó. Bạn mệnh tuổi dần trong ngày thứ sáu này cũng có thể trở thành một người ngang ngược khi luôn muốn mọi người phải nghe theo cái sự sắp đặt của bản thân mình. Và bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải trao đổi với mọi người để tìm ra những cái ý kiến hợp lý nhất chứ đừng có suy nghĩ riêng của mình và những cái suy nghĩ của bạn chưa chắc, chưa chắc đã là chính xác nhất đâu đó bạn tuổi dần nhé. Trong cái vận trình của bạn tuổi dần ngày thứ sáu này, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần đang có cái điểm báo mâu thuận với con cái. Bạn đối diện với cái tình trạng con cái cố tình chống đối nhưng Chính vào những cái lúc như vậy, bạn tuổi dần, bạn càng phải cần lắng nghe cái ý kiến của con cái trước đã bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tránh va chạm, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa kiềm chế tính nóng nảy, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ thích ra lệnh cho người khác, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc hợp tác với mọi người, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim lắng nghe con cái luận về đánh giá của bà tuổi Dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi Ngọ tuổi Tuất tuổi Hợi Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này nhờ có tam hội giúp sức mà bạn tuổi Mão nhận ra rằng những cái kế hoạch của bạn đã được lập ra từ trước đang có được những cái bước phát triển rất chi là tốt đẹp. Nhờ vậy mà bạn mệnh tuổi mão cảm thấy tin tưởng vào chính bản thân của mình nhiều hơn trước đứa bạn tuổi mão nhé. Trong cái vận trình của bạn tuổi mão ngày thứ sáu này, bạn đang có được cái vận quý nhân xuất hiện có thể giúp cho bạn chỉ ra cái hướng khắc phục những cái vướng mắc trước mắt cho bạn và bạn tuổi mão bạn cần phải bình tĩnh và mạnh mẽ để vượt qua những cái khó khăn này sau đó bạn sẽ thấy cái con đường tương lai của mình trở nên sáng sủa và đầy hứa hẹn hơn đó bạn tuổi mão nhé nhưng trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi mão dù là người nghiêm túc làm việc có nguyên tắc Thế nhưng, nhiều khi chính những cái nguyên tắc ấy của bạn lại trở thành cái dây xích trối buộc bạn lại. Và bạn tuổi mão bạn cần có tư duy và xử lý vấn đề cởi mở hơn bạn tuổi mão nhé. Tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, kế hoạch phát triển thuận lợi, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tự tin vào chính mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ khắc phục khó khăn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc quý nhân xuất hiện tử vi tuổi quý mão thuộc kim suy nghĩ cởi mở đoạn về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao Quân số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Tử vi tuổi thìn thứ 6, ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngụ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi thìn bạn đang trở nên cực kỳ là cứng đầu cứng cổ và bạn tuổi thìn bạn thích tự đặt ra những cái nguyên tắc riêng của mình và chẳng muốn ai can thiệp vào cái công việc mà mình đang làm cả. Cái điều này làm cho bạn mệnh tử thìn không thích phối hợp với người khác đâu đó bạn tử thìn nhé. Và bạn tử thìn, bạn tỏa ra khá chi là độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với những ai đang có những cái ý kiến trái ngược với mình. Cái điều này khiến cho cái môi trường làm việc của bạn tử thìn trở nên khá chi là căng thẳng không có ai muốn tiếp xúc với bạn cả đâu đối bạn tử thìn nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn bạn cũng đang gặp ngày của thổ vượng cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi thìn bạn cần phải nhìn nhận lại rõ những cái vấn đề trước mắt không nên cứ khư khư với cái ý kiến của riêng mình nhiều khi những người trẻ trung nôn kinh nghiệm hơn bạn lại đưa ra những cái ý kiến cực kỳ là sáng tạo đó bạn tuổi thìn nhá Chính vì cái điều này mà bạn tuổi thìn cần phải học hỏi thêm ở nhiều người về kinh nghiệm trong cái công tác làm việc của mình nữa bạn tuổi thìn nhá Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ cứng đầu cứng cổ, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sẵn sàng mau thuẫn, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc màu làm việc căng thẳng, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, đội mới tư duy, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, lắng nghe người khác. Về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được thiên ấn phù trợ cho nên với bạn tuổi tỵ cái công việc của bạn trong ngày này phát triển rất chi là thuận lợi, đặc biệt là đối với những bạn làm trong những cái ngành nghề như là nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ nhé. Và bạn tuổi tỵ bạn hãy tự tin thể hiện cái năng lực của bản thân mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được cái sự khâm phục, ủng hộ của mọi người nữa đoạn. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tỵ bạn mệnh cũng cần phải chú ý xây dựng cái mối quan hệ xã giao, sao cho tốt đẹp với đồng nghiệp, không nên chỉ chăm chăm chú chú vào công việc như vậy. Nếu ai có muốn tham khảo cái ý kiến của bạn, nếu như có thể thì bạn tuổi tỵ nên cởi mở và chia sẻ, chứ không nên giữ khư khư làm của riêng mình bạn tuổi tỵ nhé. Và trong cái vận trình của bạn tuổi tỵ ngày thứ sáu này, bạn lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi tỵ có một ngôi nhà khá chi là yên bình, gia đình, đúng là bến đỏ của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi. Và bạn tuổi tỵ chỉ cần về đến nhà nhìn thấy người thân là bạn đã cảm thấy rất chi là thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều nữa rồi đó bạn tuổi tỵ nhá vậy tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ phát triển thuận lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ đồng nghiệp ngưỡng mộ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên cởi mở hơn tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim yêu thương gia đình tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy thể hiện được năng lực đoạn về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp và bạn tuổi ngọ bạn mệnh luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người chính vì vậy mà nếu như bạn tuổi ngọ gặp khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người giang tay giúp đỡ cho bạn đó bạn tuổi ngọ nhé trong gia đình bạn mệnh tuổi ngọ ngày này luôn quan tâm đến những cái suy nghĩ của nửa kia chính vì vậy mà đôi bên chẳng bao giờ có cái sự cãi cọ lẫn nhau dù có sóng gió xảy ra và bạn tử ngọ bạn cũng tin rằng mình và người ấy cũng có thể cùng nhau vượt qua được và giữ được hạnh phúc gia đình nữa đó bạn tử ngọ nhé. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tử ngọ ngày này lại không thích hợp để cho bạn làm những cái công việc trọng đại hay là những cái công việc đã lên kế hoạch từ trước. Vì thế, nếu có thể thì bạn nên hoãn những cái công việc này lại nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn cái hướng tốt, hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi ngọ nhé. Và thiêu khẩu minh, ngày 30 tháng 8 năm canh tý này, ngày này là ngày thiên dương, rất tốt cầu tài cũng tốt, xuất hành cũng tốt, mọi việc được như ý bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, xã giao tốt đẹp, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, nhiều người giúp đỡ, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, yêu mến nửa kia, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, không nên làm việc trọng đại được. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Tử vi tuổi mùi thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi Cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này Bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối Cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi Đặc biệt là đối với những bạn đang làm ở những cái vị trí lãnh đạo Dễ vướng vào những cái rắc rối, do cấp dưới gây nên nhé và bạn tuổi mùi bạn hãy bình tĩnh tìm hiểu cái nguyên nhân xem cái vấn đề xuất phát từ đâu trước khi nội nóng và đưa ra những cái quyết định thiếu cái sự sáng suốt nữa đối với bạn tuổi mùi nhé và bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này có thể sẽ nhận ra những người tưởng chừng như là bạn bè luôn ngấm ngầm tìm cách tranh quyền đoạt lợi với bạn và những lúc như vậy tốt nhất là bạn tuổi mùi bạn không nên tìm cách ăn miếng trả miếng khiến cho mình cũng trở thành một kẻ chẳng khác gì những kẻ xấu xa ngoài kia đối với bạn tuổi mùi nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tay hai cái hướng này sẽ mang lại nhiều cái sự may mắn trong công việc và nếu có cái việc ký kết làm ăn bạn sẽ tìm được cái mối đầu tư hứa hẹn trong ngày hôm nay nữa đoạn ngày này Thiêu khẩu minh là ngày 30 tháng 8 năm canh tí, là ngày thiên dương, rất tốt. Các việc xuất hành hay là cầu tài đều được tài, hội vợ cũng được vợ, mọi việc được như ý bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim vướng vào rắc rối, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy giữ đầu óc sáng suốt, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa bạn bè phản bội, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên ăn miếng trả miếng, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có thể đầu tư đoạn về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tỵ tuổi Ngọ Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thân bạn có được một ngày làm việc vô cùng là năng suất mọi công việc với bạn diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi thân cảm thấy rất chi là hào hứng và bạn cũng nhận ra xung quanh mình có rất nhiều bạn tốt nữa đó bạn tuổi thân nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như bạn phải thi cử thì hôm nay cũng là một ngày may mắn đối với bạn mệnh. Chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước khi đó và giữ được tinh thần bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi thì không có gì mà bạn không thể vượt qua được. Bạn tuổi thân chẳng hề thu kiếm bất cứ một người nào cả đối với bạn nhé trong cái vận trình ngày 16 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và nữ kia cũng vô cùng là hòa hợp và bạn tuổi thân bạn thường chia sẻ nhiều cái khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình từ đó đôi bên sẽ tìm ra cái cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất có thể nữa đó bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, làm việc năng suất. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, tự tin hơn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, tâm sự với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành nhị hợp cho nên công việc của bạn tuổi Dậu lại phát triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi Dậu lại hay thay đổi, thiếu đi cái sự quyết đoán vì chưa rõ ràng cái điều mình thực sự muốn làm là gì đó bạn tuổi giàu nhé Trong các mối quan hệ xã hội, bạn tuổi giàu Bạn nhận ra và tôn trọng những người đối xử thực sự tốt với mình Còn những người tiếp, tiếp cận nhằm cái mục đích xấu Bạn thường chọn cách xa lánh hoặc là không để tâm tới Nhờ vậy mà ngày hôm nay đối với bạn tuổi giàu Bạn có được một ngày yên bình với mình nhé và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay rất chi là hòa hợp. Bạn tuổi Dậu và nữ kia luôn yêu thương và thấu hiểu cho nhau. Cho dù bạn phải đối diện với nhiều cái khó khăn gì đi chăng nữa, nữ kia cũng luôn trở thành động lực để cho bạn về phía trước nữa đó bạn tuổi giàu nhé về tử vi tuổi Ất giàu, thuộc Thủy công việc tín trị tốt tử vi tuổi Đinh giàu, thuộc họ thiếu quyết đoán tử vi tuổi Kỷ giàu, thuộc Thổ tôn trọng mọi người tử vi tuổi Tân giàu, thuộc mộc gia đình hạnh phúc tử vi tuổi Quý giàu, thuộc Kim tin tưởng nửa kia đoạn về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi tuất bạn đang có cái điểm báo gặp phải nhiều trắc trở trong công việc và sự nghiệp của mình nhé bạn tuổi tuất đó, bạn hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục nếu như lỗi lầm thuộc về mình không nên đùn đẩy đổ tội cho người khác bạn tuổi tuất nhé và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng không nên ký kết những cái hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay bởi rất có thể cái mối đầu tư của bạn tuổi tuất sẽ gặp bất trắc hoặc là thất bại cho dù bạn tuổi tuất luôn nuôi tham vọng lớn, có lớn đến đâu đi nữa thì cũng cần phải chờ đợi cái thời cơ thích hợp với mình hơn bạn tuổi Tuất nhé. Trong cái vận trình của bạn tuổi Tuất ngày thứ sáu này, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, cũng như là chế độ ăn uống của mình sao cho hợp lý, tránh tham công, tiếc việc làm việc quá sức và bạn cần phải nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải những các bệnh như là bệnh dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa để tăng cường sức khỏe cho mình hơn bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, sự nghiệp trắc trở, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, thẳng thắn nhận sai lầm, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên đầu tư tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chú ý sức khỏe tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tham công tiếc việc đoạn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân Từ vi tuổi hợi thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày cố thổ khác với Thủy. Cho nên với bạn tuổi hợi, bạn cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có cái ý đồ không lành mạnh nhé. Và bạn tuổi hợi, nếu thấy mình được nhiều đối tượng khác phái săn đốn, bản mệnh cũng chớ cố vội mừng cái chuyện tình cảm không thuận lợi nếu như phát triển trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi hợi, những bạn đã có gia đình rồi thì cần phải chú ý đến tình cảm, đến cảm xúc và suy nghĩ của nửa kia hơn, không nên làm việc theo ý của riêng mình. Và bạn tuổi hợi, bạn nên hiểu rằng muốn gia đình hạnh phúc thì vợ chồng lúc nào cũng cần có cái sự thống nhất, chia sẻ với nhau nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, ngày này may là bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy đối với những bạn tuổi hợi chăm chỉ làm thêm sẽ nhận được một cái khoản tiền thưởng kha khá cho mình trong ngày hôm nay và bạn tuổi hợi tất cả đều xứng đáng với những cái công sức mà bạn đã bỏ ra từ trước vì vậy bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi hợi, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc rất chi thuận lợi. Hôm nay thiêu khẩu minh là ngày thiên dương rất tốt, xuất hành, cầu tài đều được tài, hội vợ cũng được vợ, mọi việc đều được như ý bạn tuổi hợi nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn cũng đừng quên là xuất hành thiêu hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi hợi nhé. Vài về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đề phòng người tiếp cận. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ quan tâm đến nửa kia. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nhận được phần thưởng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy cố gắng hơn nữa. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. ซีนเจ้าครับไล่